Đây là buổi phát thanh đọc sách giữa trưa. Đọc sách giữa trưa. Nguyệt Cầm, tác giả Xuân Diệu. Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh, trăng thương trăng nhớ, hỡi trăng ngần. Đàn buồn đàn lặng, ôi đàn chậm, mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân. Mây trắng trời trong đêm thủy tinh, lung linh bóng sáng bỗng rung mình, vì nghe nương tử trong câu hát đã chết đêm rằm theo nước xanh. Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời, đàn ghê như nước lạnh trời ơi, long lanh tiếng sỏi vang vang hận, trắng nhớ tầm dương nhạc nhớ người. Bốn bề ánh nhạc biển pha lê, chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề, sướng bạc làm thinh khuya nín thở, nghe sầu âm nhạc đến sao khuya.